Vâng, em xin chào quý vị. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một ít các cái loa mini loại giá bình dân, hay dòng cỏ, nhiều người gọi là dòng loa cỏ đấy. Để chúng ta về là một, chúng ta có thể là ghép với các cục công suất ở nhà để chúng ta nghe nhạc. Đấy. Hai là chúng ta có thể tháo rời ra, chúng ta độ chế thành các cái loa mới. Đấy. Vâng. Và cái thứ ba là các bác có thể là sử dụng nắm loa surround đấy, nắm loa surround cho các cái dàn 5.1 chẳng may nó bị hỏng loa đấy, thì cần thêm các cái loa surround này để về làm loa vệ tinh phía sau đấy cho dàn 5.1 đấy, hoặc là chúng ta ai các cái quán cà phê các bác có thể lấy những cái đôi loa này về các bác là kết nối với cả âm ly để chúng ta là phát nhạc cho khách nghe nhạc nhỏ nhẹ rất là ok nhá. Loa cỏ thôi nhưng mà nghe cũng chất lượng âm thanh cũng thực và giọng tốt. Đấy, nhiều có các cái khách hàng nhà em cũng hay lấy những cái dòng loa này về, cũng chỉ toàn khoảng 5 6 7 800 thôi. Ngày mang về là chúng ta là gác lên trên các cái góc phòng của các cái quán karaoke, của các cái quán cà phê, các quán cà phê nhé. Mở nhạc rất là nhỏ nhẹ để cho khách hàng nghe thưởng thức. Đấy. Thì trước mặt quý vị đây đang có khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 à. Đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đôi. Vâng. Mỗi bên 4 đôi và giữa có 2 đôi là 10 đôi. Đấy, để cho các bác về có thể là chế thành loa máy tính, có thể là độ thành loa mới, hoặc là chúng ta phục vụ cho quán cà phê nghe nhạc nhé. Này. Tùy mục đích sử dụng các bác. Đấy, nói chung là tùy mục đích của các bác. Đấy, thì ở đây em có 10 đôi loa thì em sẽ giới thiệu cho các bác từng đôi một, và chúng ta thích đôi nào thì liên hệ cho bên em nhé. Giá thì nó khoảng tầm từ 600 cho đến khoảng tầm 7-800 thôi. Đấy. Chung là sức 6-7-800 gì đấy thôi. Rất là rẻ thôi nhé. Vâng, đây. Đấy. Đây. Đấy. Với những cái đôi này thì em bán là về cho các bác là độ với chế rồi nên em sẽ không bảo hành nhé. Đấy. Đây. Đây Sony, đây đôi đầu tiên là đôi Sony này. Đây là Sony. Đấy. Tình trạng về như hình nhá, và Sony CM33, 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 đấy, đây, càng đẹp nhé, con này về nói chung còn đẹp. Và các cái loa này hầu hết là em đã đưa lên đây là đều những cái loa nó sống, ít khi nó chết lắm, này, như quý nhé, yên tâm luôn. Đấy, Sony MD33 này thì là như quý vị thấy, này, có chiều ngang nó khoảng tầm mà đi 14 cm, chiều sâu nó khoảng tầm 20 và chiều cao cũng khoảng tầm 20 cm. Đấy. Đây, bát của nó đây. Bát này chắc là bát cỡ khoảng 10, em ám bằng mắt rồi nhé. Đấy. Chép đây. Đấy. Đấy. Như thế này kể cả cái chép này nhìn nó rất là lạ này, mà nếu mà bỏ ra độ thành một cái loa mới nhìn cũng sẽ rất đẹp. Đấy, Sony Sony là ngon nhá. Đấy. Đấy. Con này thì con Sony CM33 này thì giá của nó là đi 600 nhá. Và 600 cho đôi loa này. Đấy, tiếp theo đây là một đôi cũng của Sony. Đấy. Đôi Sony này thì được cái nhìn nó màu sắc nó cũng khá là lạ, đấy, cái màu cà phê, màu nâu đất. Đấy. Màu nâu kiểu nâu cà phê Sony nhé quý nhé. Đấy. Cái căng còn nguyên. Con này thì về em xin báo luôn là không có cái căng nhé. Cái nào có cái căng đấy thì là ở đây nó có luôn nhé, còn con nào không có cái căng thì nhìn phát biết luôn rồi nhé. Đấy. Đây, Sony. Đấy. Ui giời, chép của nó sẽ gương luôn này. Đẹp chưa? Đấy. Đây. Cái con này thì em thấy ở đây là cái gân của nó đã được dán lại nhé. Chắc là lâu ngày nó hỏng thì người ta dán lại cái gân để người ta chơi tiếp. Đấy. Thực ra cái này nó cái gân xốp này thì nó hỏng chuyện bình thường thôi, nó mục chuyện bình thường thôi. Chúng ta về chúng ta sử dụng một thời gian là cũng sẽ phải đi mang đi thay cả thôi mà. Đây, đây loa về còn đẹp luôn. Con này có mã là CJ1J300. Đấy. CJ300. Đấy, đôi Sony này thì nó to hơn con Sony C33 một tí. Không? Nhìn phát là biết rồi đúng không ạ?
Với chiều ngang của nó cũng cỡ khoảng tầm 16 cm. Chiều sâu nó sẽ sâu hơn thì nó khoảng 22 cm, và chiều cao cao hơn nó cũng khoảng tầm 22 cm. Đấy. Thì với những con thiết kế nó sâu hơn như này thì tiếng nó sẽ bass nó sẽ ra nực hơn. Đấy. Thế đây là Sony CMG 300. Đấy thì con G 300 này thì giá của nó là đi 690.000 nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em. Tiếp theo ở đây là một đôi loa kiểu dáng cũng hơi hơi độc lạ một tí. Đấy. Đấy, nó làm theo kiểu bát lõm này, gần gần này cũng là gần mút xốp nhá. Đấy. Gần mút xốp. Đấy. Đấy. Sờ tay đây thì có phải giống gân vải nhưng mà đây nó là gân mút nhá. Loa của Sharp. Đấy, với con chép này là sử dụng chép đom này, chép đom và cũng khá độc đáo là ở cái màu của nó có là cái màu bạc. Đấy. Màu nón bạc như này rất đẹp. Đấy. Đấy, Sharp. Con này thì nó là con Sharp mà CX10 nhá, CX10. Đấy. CX10. Đấy. Ở đây nó ghi luôn bát là bao nhiêu cm này, chắc đây là 12 cm là bát này, 2 cm chắc là chép này. Đấy, 4 ohm mà 40W này. Đấy, quý nhá. Của Sharp. Cái bọn này thì chắc là sản xuất bên China là chính thôi. Hàng nội địa Nhật nhưng mà được sản xuất nước thứ ba, công ty đặt tại China nhé. Em cũng xin nói rõ luôn đấy. Ok. Thì con sáp này là đấy như hình nhé và không có cái căng. Đấy. Với chiều ngang của nó cũng cỡ khoảng tầm 16, và chiều sâu nó khoảng tầm 18, và chiều cao thì nó sẽ hơn đôi và khoảng 27 cm thì đấy, 27 cm thì đấy là chiều cao của nó. Thì con sáp CX10 này nhá, sắp CX10 này giá của nó là đi 650.000. Bác nào có nhu cầu mua điện cho bên em nhá. Vâng, đấy. Đây. Bên đây thì lại tiếp tục đến với một em loa này. Là của Sony, nó Sony. Đấy. Nó kiểu hơi hơi để kiểu nghiêng cái này nhìn khá là chất. Đây là con này là con CNX20 nhá, CNX20. Đấy, con này thì không biết là có phải nó toàn giải không, em không bóc được cái căng này ra, em không bóc được cái căng này ra, nhưng em sờ ở đây thì thấy là có mỗi một cái hõm. Đấy, có mỗi cái hõm này thôi, một cái hõm này thôi thì chắc là khả năng là ở đây nó toàn giải ở trong. Đấy, đây là sờ vào để có nhìn là sờ có mỗi một cái hõm rồi, còn không có một cái hõm thứ hai. Thì nếu như bình thường ra mà mình sờ và có hai hõm chẳng hạn thì nó sẽ là loa hai đường tiếng đúng không, đây có mỗi một hõm thôi, còn cái hõm dưới này thì cũng có đấy nhưng chắc đây sẽ là thông hơi đấy, nên là có khả năng rất cao đây là nó toàn giải. Tuy nhiên thì là cái căng này nó dán rất chặt, em cũng tháo được ra. Đấy, em chỉ đoán thôi nhé. Đây là con loa Sony. Đấy. Mã của nó là CNX20. Vâng, đấy. Con này cũng là nước thứ ba China nhé. Đấy, nói rõ luôn. Đấy, chúng ta đỡ sau này các bác đỡ phải lăn tăn. Đấy. Đây là Sony. Đấy, hàng vừa về em cũng chưa kịp lau chùi gì luôn. Đấy. Đấy nhá, Sony CNX20. Thế con này em bán cho các bác về làm loa máy tính. Đấy, thì giá của nó là đi 500. Đấy, bác nào có nhu cầu mua điện thoại cho bên em nhé. Đấy, hoặc bác nào thích thì có thể là về độ chế thì đấy, tùy. Đấy. Lấy cái ruột để độ chế, em bán thì phải bán ruột thôi nhé. Những con này em bán rất rẻ rồi nên em sẽ không bảo hành nhé. Em bán theo kiểu giá thợ rồi. Đấy. Các bác phải tự test. Đấy. Sony X20. Đấy. Đấy, tiếp theo ở đây là một đôi loa này không biết là của hãng nào, chưa nhìn thấy hãng. Thì đang mất logo đấy. À, loa màu gỗ này à, với chiều sâu là 20, chiều ngang nó cũng khoảng tầm 16, còn chiều cao nó khoảng 22 đấy. À, mã của con này là con Aiwa SXNMJ11 đấy, NMJ11 vâng. Không được cái công suất, chỉ ghi trở kháng 6 ohm ở đây thôi, hàng đây đấy. Con này thì là công nghệ bát màng trắng rồi này, bát giấy màng trắng, nón cũng trắng luôn, nhìn rất đẹp đấy. Gân vải như quý vị nhé, gân vải và một con chép ở đây là chép mà của nó, đây cái màng ngoài này như là màng nhựa thì phải, màng nhựa hay màng silicon hay gì đấy, silicon chắc không phải, silicon thì áp dụng ở trong mấy cái thuốc thẩm mỹ thôi, chứ còn silicon vào đấy thì đúng là hơi bị nhỡ mồm, nó chắc là màng nhựa thôi, nhà màng nhựa.
đấy, màng nhựa hoặc là màng PVC gì đấy, ok nhá. Đấy, đấy mà màng màng silicone các bạn cười cho đấy nhá. Thì đây đấy, hàng về đẹp luôn đấy. Con này không gây căng nhé. NMJ11. Đấy con này của nó là đi 600. Để bác nào đấy thì liên hệ cho bên em. Đấy. Tiếp theo ở đây là cũng có một con nữa, hàng của Sanier à? Hình như là một của Sanier. Đúng, đây con này con Sanier DA9 nha, SDA9 6W 4 ô. Đấy, bọn này thì công suất nhỏ nhỏ này chắc là cũng lo toàn giải rồi. Thế, nhìn cái này đây chắc là lo toàn giải rồi. Cái này thì em không kể được ra nên em cũng chả rõ là nó có phải lo toàn giải không. Nhưng mà với công suất như vậy thì khả năng đây sẽ lo toàn giải. Thế bác về có thể là cậy ra lấy loa còn đâu là thường bỏ đi tùy nhá. Đấy. Đây, Sanier. Sanier DA9. Cái con này thì thùng thiếc của nó cũng cũng có hiện tượng đỡ thiếc rồi. Em bán cái loa trong rồi nhá. Đấy con này thì bán cho các bác giá là đi 450 cho các bác về gọi là chúng ta lấy loa nhá. Đấy loa chúng ta chế còn đâu có em tặng cái bác cái thùng, bác nào về thích có dùng luôn cũng được, không vấn đề gì, nhưng mà thích thì có thể độ lại nhá. Đấy 400 450 đôi loa này. Đấy, Sanier. Đấy, có một đôi thôi thì em cũng chả nhớ mã, cũng chả đọc mã làm gì nhá. Đấy. Đấy, tiếp theo ở đây là một cái đôi đến từ Panasonic, một đôi đến từ Panasonic. Đấy. Này dòng này là đây, vỏ như hình. Đấy. Đấy. Mã của nó là SBBM770 đấy, hai cầu tiếng như vậy nhá. Thế là một bát một chép riêng. Đấy. Mỗi dây này là một loa riêng, đây là loa bát, ở đây là loa chép này. Đấy. Đấy nhá. Thì đây là loa hai cầu tiếng, thì nếu như bác nào không có âm đi hai cầu tiếng, chúng ta chập hai cái dây loa này vào với nhau nhá, thì là để chúng ta phát được hai loa nhá. Đấy khi đen đen vào với trắng và đỏ vào với xanh như vậy. Đây, nhìn này, nhìn theo cái chiều của nó đúng không? Thì dây đỏ là dây dương đúng không ạ? Thì theo chiều đấy thì bên trái thì bên trái là dây dương mà bên phải là dây âm đúng không? Thì cũng theo cái chiều đấy thì bên trái đâu phải là dây dương, bên phải là dây âm, thì có phải là dây xanh hay là dây dương không? Thì dây dương với cả dây dương đấu với nhau. Đỏ đấu với đỏ, đỏ với đấu với cả xanh. Đấy còn đen đâu với cả màu xám này, nên là hai thằng đấu vào với nhau sau đó là đưa xuống công đi là xong. Đấy thì đây là con Panasonic MBM770 vậy nhá. Đấy. Cái con này giá của nó là đi con này thì giá của nó là đi 550.000. Đấy bác nào có nhu cầu mua hệ cho bên em nhé. Đấy. Tiếp theo đây là một đôi Victor. Đấy, một đôi của nó của Victor. Đấy. Victor. Đấy. Victor nhé. Victor con này có mã là con V10. Đấy hàng cũng còn bỏ việc đầy đủ. Đấy. Con này chắc là hai đường tiếng một bát một tép rồi. Sờ cả cái căng như này mà. Con này thì thường cái căng không cậy được ra vì người ta dán keo vào đây luôn. Đấy. Gắn keo vào cái chân ốc và cái chân ấy căng ấy thì muốn cậy ra có rất khó. Đấy. Đấy. 26W. Đấy. Bỏ việc đây nha. Đấy. Đấy. Ok. Thì con này 4.9 nha, 4.9. Panasonic. Con này Panasonic. Hình như cũng là Panasonic. Đúng rồi, Panasonic HD50 nhá. HD50. Con này không phải rẻ đâu, con này những cái dòng này, những cái dòng dàn cỗ xe tăng Đức ngày xưa đấy, không rẻ đâu. Đấy. Đấy. Công suất Music 60W, 30W din. Đấy. Nhưng mà thôi trong cái này em về này thì em cứ bán chả biết thế nào nhỉ. Đấy thì con này đây, con này thì có chiều ngang nó khoảng tầm
18 cm, chiều sâu nó khoảng tầm 20 cm, để chiều cao thì nó khoảng tầm 25 cm. Này gồm có một chép giấy như này đấy, và một bát bát màng chất màng PVC. Đấy, còn đây là gân mút xốp nhá. Đấy, ở đây thì quý vị nhìn thấy cái này, cái gân của nó ở đây nó hơi bị ấy một tí đây, hơi có một vết, nó bị đại khái như nó có một vết vết rách ở đây. Đấy, vết rách gần đây. Đấy, thì các bác về các bác tự dán lại gân hoặc là dùng luôn, hình như vẫn chả sao đâu. Đấy. Đây. Đấy. Đó là Slick HD50 nhé. Thế con này thì đấy, ngoài hình em quay đây rồi. Cái tình trạng của một bên loa thì em cũng vừa phát hiện là thôi. Đấy thì em cũng chỉ nói cho các bác rồi nhá. Thì giá của con này là đi thôi rồi, em bán coi như em bán tặng bát đi, bán chép với cả thùng đấy nhá. Đấy. 500. Đấy, quý vị đã có nhu cầu liên hệ cho bên em. Đấy. Đây cuối cùng bên ngoài đây là con Sony. Đấy, Sony trắng tinh khôi này luôn. Đấy. Đấy. Con này thì hình như là đã được test ở đây, các em nó có đổi dây ở đây này, nó thử rồi đây. Đây đây, con này là con S BT40 đấy, dòng loa Bluetooth thế hệ mới gần đây của Sony. Đấy. Cái cục của nó, con FPT40 này em nhớ không nhầm thì là sản xuất những năm gần, khá gần đây, những năm 2009, 2010 gì đấy. Và cục của nó là một cái cục mà có thể là phát được Bluetooth cũng như USB đầy đủ, đọc đĩa, đọc đĩa đầy đủ hết. Nè. Đấy, thì nó là FPT40. Nè. Thậm chí là mới mấy năm gần đây là người ta mới ngừng sản xuất thôi. Trước đấy là người ta vẫn còn bán cái này ở trong siêu thị cơ. Nhà Sony SBT40 nhá. Con này chắc là sống ok rồi. Đấy, con này thì đấy 500. Đấy, vâng quý vị nhá. Đấy. Thì đây là những cái con loa cỏ để cho chúng ta về có thể là độ chế thành các cái loa nghe nhạc nhé. Đấy. Thì cái này em bán theo giá thợ rồi nên em sẽ không bảo hành và không bao chạy. Đấy. À không, nói chung là nếu như nó không bao chạy thì chắc là chả bác nào dám mua. Đấy thì em không bảo hành nhé. Còn đâu là bác nào lấy con nào thì em sẽ test cho các bác lên để cho các bác nghe bàn giao trước khi chuyển đi nhé. Đấy còn bác nào thôi được rồi thì này đi, em bán luôn đồng giá nhé. Sao không có 5-600 thì đã tất cả cái bọn này bán là đi 500.000 đấy. Bác nào thích thì có thể lấy toàn bộ cái lô này luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đôi này nhé. Thì là em bán đồng giá 500 đấy, cả mớ này là đi 5 x 10 là 5 triệu. Đã bác nào có nhu cầu mua liên hệ. Và còn bác nào thích mua này thì cứ liên hệ cho bên em nhé. Em bán đồng giá 500.000 một đôi này. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua liên hệ ngay nhé. Và số điện thoại bên em là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin chào quý vị. Xin được gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo của bên em. Vâng.